đâu tôi muốn sữa nha, tôi thì đẳng cô này cũng có miếng này đây, miếng đó rồi 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 đâu bữa nay ăn cái gì đâu? Hấp cơm rồi ăn rồi. Hấp cơm rồi ăn đây. Dạ. Con ít quà gửi cho ông nghe. Dạ. Dạ dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? 79. Dạ 79 tuổi. Bà là 80 tuổi hả bà? 80 tuổi rồi. Dạ. 80 tuổi rồi. Dạ. Quê của bà ở đâu? Bà còn nhớ không? Quê ở Sài Gòn chợ Rến. À quê ở Sài Gòn chợ Rến. Dạ. Rồi con cháu của bà ở đâu? Còn không? Có con cháu ở nhà. Dạ con cháu ở nhà. Dạ. Thôi bà gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Về đây cô đi về rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Con đau dừa. Mình có tất cả là bao nhiêu cụ ở đây gì bà? À còn có 3 người. Dạ. Dạ. Mà thường thường vậy thì có cái nguồn nào để mà mình lo cho mấy cụ đây không? Dạ, không có. Hồi đó thì có, hồi Covid tới giờ thì không ai cúng được. Dạ. Hồi đó thì có, thì bay vô ở Sài Gòn mình xuống cúng á. Dạ. Bây giờ thì không có, hồi Covid tới giờ là tệ lắm. Dạ. Vậy là mình dựa chính vào cái nguồn là của các mạnh thường quân. Dạ. Dạ. Rồi. Thôi con tụi con đại diện bên trường Trung học Phổ thông Bạc Liêu á. Với cô Hồng vậy nè, con ít quà gửi cho mấy cụ. Dạ, ha. Dạ. Dạ. À dạ. Dạ.